Nè. Âm nè. À, bữa nay Sơn Hà ăn sáng với món bún lạp xưởng nha. Đây, ngon lắm ha. Không ăn rồi dính miệng tầm lum vậy. Đây, nó nhịp chân nữa nè, khoái nè. Bà Út ba nói á, ăn gì cho nó ăn với thấy nó thèm tương, không ai cho ăn hết ráo Có mình bà nội cho ăn à? á. Có mình nội là cho con ăn hả? Một dĩa một tô quá chừng lớn nè, cho con ăn với. Nè. Chân mi nó lông mày lông mi nó cong lại nhìn con gái ha. Cười Đang máu khỏi tốn tiền tha tha công lông mi ha. học. Với sức lông mi nha. Âm nè, âm nè. Nè. Đã ơi. Ăn khỏi gần nhai không? Nè. Trong này dài quá không rồi. Nè. Con nhai được không đây? Con thấy vừa mặt Ăn như ngựa luôn. tề thiên ăn mì Ăn thấy vừa mặt ngựa luôn nè. vậy đó. Rồi, nói chơi lâu quá nãy ơi. Nè nè nè. Rồi tay bóc. Đừng bóc mày cho. Nè. Cười giọng kiếm chuyện. Nè Ha. Giọng chờ lâu hả con? ngon nè cưng. Ăn hết tô này nha. Nội nhịn luôn. Nè. Đấy con. Nó ngang sau kia đời này. Giống con chim ăn tha mồi ăn. Ngon quá. Chốc chốc luôn. Rồi thôi cô chú ha, bye bye cô chú nha. Sơn Hà ăn tiếp Con bye bye đây. đi, con bye bye đi Sơn Hà. Bye bye cô chú đi Sơn Hà. Bye bye. Bye Bye bye, giỏi 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 giỏi. bye. Bye bye xong rồi chụp. Bye bye đi con, bye bye. Con bye bye cô chú.